Chương 1, mở đầu, nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Muốn xem gì, ừm, hôn nhân, người phụ nữ siết chặt mảnh khăn màu mật trong tay, bất động nhìn chằm chằm lá bài trên mặt bàn, dưới tấm áo khoác ngắn tay lỡ theo kín hoa sen màu kim lục, hai cánh tay buông thõng Lúc cần cháo bài mới miễn cưỡng chìa ra. Đỗ Xuân hiểu quấy quá chồng bài thành ba phần rồi gom lại, rút bốn cây trên cùng trải thành hình thoi, cười thầm trong bụng đừng trách tôi nói ra những điều khó nghe. Lá bài thứ nhất lật lên. Mặt trời ngược, mở đầu quả cũng có chút thú vị. Chúc mừng, chúc mừng, chị nên duyên cùng người đàn ông tốt đó. Chắc năm xưa các bậc trưởng bối trong nhà đều tán thành hôn sự này phải không? Đỗ Xuân hiểu cố không nhìn vào cách ăn vận của người phụ nữ trước mặt, hoa tai phỉ thúy buông trĩu, lưới chụp tóc chân trâu, váy dài đỏ tươi giặt nhiều đã bạc màu, là mốt từ 5 năm, năm trước có thể thấy vị phu nhân này mới đầu quả thật từng sống trong hạnh phúc người phụ nữ quả nhiên gật gù mặt thoáng ửng đỏ đỗ xuân hiểu lại lật hai lá bài ở giữa hoàng đế ngược và người treo ngược lá trước tượng trưng cho nam quyền lá sau có thể giải thành hoàn cảnh khó xử trăng soi mương rãnh cô trầm ngâm hồi lâu đoạn than giờ không như hồi xưa nữa ở nhà bị chồng đánh chửi là chuyện thường phải không tính trị lại yếu đuối, không dám cất lời, trung quy là số nhẫn nhục chịu đựng. có điều, có điều làm sao? có điều người đó không biết thương hoa tiếc ngọc thì thôi, lại còn đánh chết cốt nhục của chính mình, thực cũng hơi quá đáng. đỗ xuân hiểu đặt hờ ngón tay lên lá bài người treo. chuyện đó sao xem ra được? người đàn bà bất giác mở to đôi con mắt vô hồn, định thăm dò bí mật qua bộ dạng uể oải của đỗ xuân hiểu. Đỗ Xuân Hiểu lẳng lặng thu nụ cười diễu cợt nơi khóe mẹ, nói bừa rằng nhìn thấy qua lá bài. Cô sao có thể nói với khách hàng, từ dáng vẻ chị ta bước vào tiệm sách hoang đường đã đoán ra được cơ thể gần đây bị thương nặng. Càng không thể nói, chị ta vừa ngồi xuống, không coi tài vận, không xem sức khỏe, ngay từ đầu đã hỏi về hôn nhân, chỉ chứng tỏ một điều là hôn nhân có vấn đề đặc biệt mấy vết sẹo xám ngắt nơi mặt trong cánh tay bất cẩn lội ra khi cháo bài, tuy không nổi bật nhưng lại khiến người ta không thể không chú ý. Chương 2, Tòa tháp ngược 1. Nghe chọn bộ tại mê audio com. Đối với một trấn lớn như Trấn Thanh Vân, tiệm sách hoang đường quả thật nhỏ đến không thể nhỏ hơn, lại nằm ở nơi khuất nẻo, trong con ngõ nhỏ bên cạnh gian nhà cũ của bà cô Phùng một bên là sạp bánh nướng, một bên bán hương nhang tiền vàng, quả cũng thần bí. Mặt tiền cửa tiệm chỉ rộng hơn 30 thước, sát tường kê ba giá sách cũ, trồng chất nghiêng ngả hơn trăm cuốn sách đã phủ đầy bụi bẩn không còn nhìn ra màu gốc. Sát sau quầy thanh toán dựng một cây cột sơn dầu loang lổ, bên trên đóng một cây đinh thô, treo chiếc đồng hồ kiểu tây búa chuông đã hoen dỉ, cả ngày chạy tích tắc không ngừng. Trên mặt kính đậy loang lổ mấy đốm bẩn cửa tiệm thế này, ngoài chủ tiệm ra, có người nào ghé qua hẳn cũng được xem như ký tích. Sạp bánh nướng của Vương Nhị Cẩu mở hàng từ rất sớm, dọn hàng cũng khá muộn, nhưng mỗi khi hắn vừa bắt đầu đóng nắp mấy hũ tương ngọt thì y như rằng cánh cửa tiệm sách lại cót két mở ra. Một cô gái mặt xanh môi tái, rõ ràng là ngủ không đủ giấc, đầu tết bím tóc dày, mặc sườn xám lam màu đất, một tay kẹp điếu thuốc hút dở, tay kia cầm bàn chải đánh răng bước ra từ khe cửa. Vương nhị cầu nghe tiếng cửa kéo kẹt bèn cầm lấy chiếc bánh nướng đặt trên lò, bỏ thêm ba miếng, đậu phụ thối, phết tương ớt, lớp giấy vàng, đưa qua cho cô gái. Cô gái liền vứt nửa điếu thuốc xuống chân, di di dày cho tắt thuốc, chìa bàn tay cáu thuốc vàng khe cả đốt ra đón lây miếng bánh đưa lên miệng ngoãm. chương 3, Tòa tháp ngược 2. Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio.com Hạ băng ghét nhất mùa hạ, anh sinh vào tháng riêng, giỏi chịu lạnh, ghét trời nóng, dáng người rong dòng tựa cây xào, đeo một cặp kính tròn gọng đen, tóc chảy ngôi giữa thời thượng. Phong thái thư sinh nho nhã yếu ớt, bảo là cảnh sát không ai tin, vì vậy mà từ nhỏ đã bị mọi người đùa cợt gán ghép với Đỗ Xuân Hiểu thành một đôi trời sinh. Thế mà hóa thật, Đỗ Xuân Hiểu chưa xuất giá, hạ băng đến nay cũng không thành thân, cha mẹ mắng mỏ không biết đã bao nhiêu lần có lần đi xem mặt anh còn thẳng thừng cự tuyệt người ta, khiến hạ phu nhân giận giữ tuyệt thực suốt ba ngày, nhưng chuyện xong rồi anh cũng chẳng làm sao. Vẫn ngày ngày hớn hở tới đội điểm danh như thường. Hôm bị gọi tới xưởng lụa thiên vận làm án, trời nổ sấm đổ mưa, hạ băng hai chân đều úng nước, đi lại cứ lép nhép. Tới được xưởng lụa thì mặt mũi anh đã đầm đìa nước mưa, không mở nổi mắt chỉ láng máng nghe giọng nói vốn ông ổng của đội trưởng Lý Thường Đăng cũng bị tiếng mưa rào át đi. Tiểu hạ, mau qua đây, khiêng người chết vào trong kia. Người chết mà đội trưởng Lý chỉ đang ngồi dựa vào bờ giếng trong sân sau xưởng lụa thiên vận, toàn thân bị dây chảo gào nước cột chặt, đội phó và hai cảnh sát khác phải hì hụi gỡ hồi lâu mới xong. Hạ băng vừa đặt chân xuống hiện trường vụ án, họ đã phải khiêng xác chết lên cẩn thận dày đội phó mình mặc cái áo mưa tà tơi nheo mắt hét lớn với hạ băng hạ băng vội đưa tay gạt nước trên mắt kính nhìn xuống dưới chân phát hiện mình đang đứng trong một vũng đỏ ối vũng máu ấy rõ ràng từ trong bụng thi thể chảy ra người chết không rõ giới tính này bị khoét một lỗ ở chính giữa cơ thể lòng ruột đều bị mưa xối lòi ra ngoài chảy lênh láng khắp mặt đất anh bất giác thối lui một bước trông thấy một người đàn ông trung niên ăn vận chỉnh chu cầm ô giấy dầu đứng cách đó không xa nhìn lại bản mặt cứng ngắc như cái xác không hồn đội trưởng lý lúc này lại lên tiếng thúc giục hạ băng đành nghiến răng nghiến lợi chạy lại bên giếng giúp đội phó kiều việt long khiêng cái xác chết kia bị ngoại lực lôi kéo, lỗ thủng trên cái xác càng toát rộng ra, mấy miếng thịt vụn rơi xuống đất, hòa cùng nước mưa thành một dòng máu chảy lênh láng qua chân mọi người. Xác chết được khiêng vào một phòng chứa củi bên mé sân, đặt xuống tấm gỗ ván giường, bấy giờ Hạ Băng mới rảnh tay nhận rõ người chết là một cô gái. Tóc tai ướt nhẹp xõa rối sau đầu, trên khuôn mặt trắng bệch, đôi con mắt như hai đáy vực sâu vẫn chưa khép hẳn, tựa hồ hận không thể bò dậy cùng đội cảnh sát truy tìm hung thủ thực sự. Hạ Băng cố kiềm chế để không nôn thốc ra, nhìn đội trưởng Lý kiểm tra cái xác. Chấn nhỏ vốn ít án, đội cảnh sát đương nhiên cũng chẳng có mấy người, vì vậy đội trưởng Lý còn phải kiêm nhiệm thêm công tác khám nghiệm tử thi người đàn ông trung niên cầm ô giấy dầu kia không biết từ lúc nào cũng đã đứng trong phòng chứa củi thờ ơ quan sát hành động của bọn họ tuy bụng bị khoét một lỗ nhưng nguyên nhân chết lại là do bị xiết cổ đội trưởng lý cởi cúc cổ áo nạn nhân quả nhiên trông thấy phần gáy có một vệt máu hằn bầm tím có nhận ra cô ta là ai không người đàn ông trung niên hiểu đội trưởng lý đang hỏi mình bèn trả lời với giọng cứng ngắc hình như là nha đầu bên phòng cô cả tên tuyết nhi năm ngoái vừa được đưa tới còn ông là ai đội phó kiều tính khí có phần nóng nảy trái ngược hoàn toàn với tác phong thận trọng ôn hòa của đội trưởng lý bởi vậy khi ra ngoài phá án thẩm tra tội phạm hai người toàn kẻ trước diễn mặt đỏ kẻ sau mặt trắng một song kiếm hợp bích thiên hạ vô địch đỗ lượng quản gia ở đây cái tên này chợt gợi lại ký ức của hạ băng trước đây anh từng nghe đỗ xuân hiểu kể mình có một ông chú làm đại tổng quản một nhà giàu uy phong không để đâu cho hết nhưng cụ thể nhà giàu ấy họ tên gì cô lại lấp lửng không nói rõ tính đi tính lại trấn thanh vân cũng chỉ có nhà họ hoàng kinh doanh tơ lụa là có thể coi như vàng ngọc đầy nhà chính cống khu vực này vốn là một thị trấn hẻo lánh dân chúng ù lì, ai ngờ lại xuất hiện một nhân vật như Hoàng Thiên Minh, đầu óc thông minh, tính toán nhanh nhạy, tầm nhìn. Đảm lược và kiến thức đều nổi trội hơn hẳn người thường, thoát cái đã nhìn chúng bãi trồng dâu mấy trăm mẫu bên ngoài tiểu trấn, trồng dâu nhất định để nuôi tầm, nuôi tầm thì có thể dệt lụa ông ta không như những hộ nuôi tầm tầm nhìn hạn hẹp khác đem kén bán tháo cho các xưởng dệt tỉnh ngoài với giá thấp mà công nhiên đấu giá với người tỉnh ngoài vùng tiền thu mua lại kén tắm với giá gấp đôi đồng thời tuyển một đám những người nhà rỗi trong trấn vào làm công thành thử năm đó sau vụ tầm xuân hoàng thiên minh nhanh chóng phát tài to trạch viện nhà họ hoàng nối liền với xưởng lụa thiên vận nằm ở trên phố ngư đường phồn hoa nhất phía đông trấn tuy ở nơi ngựa xe như nước náo nhiệt lạ thường nhưng người họ hoàng lại rất hiếm khi ra khỏi cửa ngoại trừ những hoạt động xã giao bắt buộc từ lão ra tới kẻ dưới hành sự đều hết sức lặng lẽ rất không tương xứng với địa vị hiển hách của họ ở trấn thanh vân vợ của đội phó kiều là thợ xoa bóp vì được mời đến giãn gân giãn cốt cho bà cả nhà họ hoàng mấy lần nên cũng biết đôi chút tình hình bên trong đội phó kiều dùng bốn chữ để hình dung người nhà họ hoàng cao quý máu lạnh hạ băng đến nay vẫn không hiểu hai từ cao quý và máu lạnh sao có thể kết hợp cùng nhau rõ ràng hoàn toàn không ăn nhập mà may sao lần này nhân cơ hội xử lý án mạng cũng coi như được đường đường chính chính bước chân vào nhà đại gia tham quan đáng tiếc người ra tiếp đón chỉ là một quản gia chúng tôi có thể gặp hoàng lão gia không yêu cầu đội trưởng lý đưa ra rất hợp lý trong phủ có người chết đương nhiên phải tìm hiểu tình hình từ chủ nhân nào ngờ câu trả lời của đỗ lượng lại nằm ngoài dự liệu lão gia gần đây sức khỏe không tốt không tiện tiếp khách chúng tôi không phải khách mà là người tới điều tra án điều tra vụ án có người bị giết trong phủ này đội phó kiều lập tức như bánh pháo châm ngói đỗ lượng chỉ khom người cười gượng lão già đã dặn dò, mấy vị cần gì cứ nói, chúng tôi có thể giúp sẽ giúp, nhà đầu tiết nhi này đến đây chưa bao lâu, lão già làm sao có ấn tượng gì với cô ta được. Bởi vậy cũng không cần thiết phải phiền đến ngài. Mấy vị đây muốn tìm hiểu chuyện gì, cứ trực tiếp hỏi tôi được rồi, tôi đã quen ở trong phòng kẻ hầu, chuyện của bọn họ đa phần cũng biết ít nhiều. Là chuyện có thể giải quyết riêng giữa chúng ta thì đâu cần làm phiền đến lão gia và các phu nhân ý nói người chết chỉ là kẻ dưới trong mắt người nhà họ hoàng có là gì chỉ cần mau chóng khiêng xác chết đi chỗ khác giải quyết hậu sự cho cô ta có bắt được hung thủ hay không cũng không quan trọng hạ băng cuối cùng cũng được chứng kiến thái độ thờ ơ ngạo mạn của người nhà giàu chết một đứa a à hoàn chẳng khác nào chết một con chó chỉ cần cắt cử một con chó khác ra ứng phó là đủ Đỗ đại quản gia nói thế không đúng rồi, nói gì thì nói, trong phủ đã xảy ra án mạng, chứng tỏ ở đây không an toàn, hôm nay người chết là kẻ hầu. Ngày mai không thể đảm bảo lão gia và các phu nhân trong nhà không bị liên lụy. Ông giờ ngăn trở chúng tôi thế này, đến lúc xảy ra chuyện lớn, ông gánh vác nổi sao. Đỗ lượng trầm ngâm dây lát, khóe mắt lóe ánh cười lạnh đương nhiên gánh vác nổi, nếu không dám gánh vác tại hạ đã không đứng ở đây tiếp đón các vị. Câu nói này quả khiến hạ băng thay đổi cái nhìn về đỗ lượng, không khỏi cảm khái người này với đỗ xuân hiểu đúng là máu mủ ruột già, ngay bản tính ngang ngược ưa mềm không ưa cứng cũng y như đốt. Người chết là A Hoàn bên phòng cô cả phải không, chúng tôi có thể gặp cô ấy chứ? Cô ấy có lẽ là người cuối cùng Tiết Nhi gặp trước khi đụng phải hung thủ. Đề nghị của Hạ Băng có phần lỗ mãng, nhưng cũng không phải không có lý, Đỗ Lượng không có lý do nào để từ chối. Lúc gặp Hoàng Mộng Thanh, cô ta đang ngồi trước cây dương cầm say xưa đánh đàn, trên kệ đàn đặt một chiếc ly cao đựng rượu vang đỏ nhạt. Hạ Băng ngày thường cũng thích siêu tầm đĩa nhạc Tây, nên có thể nhận ra kỹ thuật vụng về của cô tiểu thư này, đành nhíu mày không dám chen ngang, chịu đựng những nốt nhạc vô hồn chẳng chút sinh khí tiếng đàn và tiếng mưa ồn ào hỗn tạp dày vò màng nhĩ anh. Lại thêm người đánh đàn cũng chẳng xinh đẹp gì cho cam, mày thưa mắt nhỏ, tóc uốn cột khăn tay, áo lụa cộc tay mặc cùng váy dài, viền hoa nơi tay và ve áo sơ mi trắng quả thật rất mới lạ. Tiết Nhi chết thật rồi sao? Kết thúc đoạn nhạc, Hoàng Mộng Thanh cầm ly rượu vang trên kệ đàn nhấp một ngụm nhỏ rồi thở ra đầy khoan khái trong thoáng chốc đã bộc lộ một khí chất xa hoa kiều diễm chỉ có ở tầng lớp quý tộc được hấp thụ nên giáo dục cao cấp vẻ khoan thai hiếm có bù đắp cho khiếm khuyết về ngoại hình giúp cô ta trở thành một thiên kim tiểu thư đầy hấp dẫn vâng đỗ lượng trả lời ngắn gọn dứt khoát xác ở đâu ta muốn đi xem cô cả thi thể tiểu nha đầu đó có hơi vẫn không nên đi thì hơn, kẻo cô trông thấy lại hoảng loạn, đến lúc đó tôi không biết phải ăn nói với lão ra thế nào. Lo ngại của Đỗ Lượng không phải không có lý, chắc chẳng cô gái nào trông thấy một thi thể máu me như vậy mà giữ được bình tĩnh. Hoàng Mộng Thanh cũng không nằng nặc đòi đi, uống cạn ly rượu vang, cô đứng dậy nhìn những giọt mưa đã ngớt dần bên ngoài cửa sổ, hít sâu một hơi. Tựa hồ muốn đánh hơi từ trạng thê thảm của A Hoàn kia trong không khí cô cả, chúng tôi tới hỏi cô vài chuyện. Đội trưởng lý tính tình thẳng thắn, thường ngày ghét nhất mấy trò học đòi làm sang, trong điệu bộ đánh dương cầm của Hoàng Mộng Thanh thì cực kỳ phản cảm. Ông chỉ muốn mau chóng nắm được đôi chút tình hình, sau đó về nhà hong khô quần áo trên người, thoải mái đánh một giấc. Còn ông là ai? Tính cách Hoàng Mộng Thanh quả nhiên khó chịu y như tài đánh đàn của cô ta vị này là đội trưởng Lý, đại đội trưởng đội cảnh sát trấn chúng ta, phụ trách điều tra vụ án mạng này. Hạ băng lo bầu không khí trở nên gượng gạo, vội vàng cướp lời, muốn hỏi Hoàng Tiểu Thư, lần cuối cùng cô gặp Tiết Nhi là khi nào? Hoàng Mộng Thanh vừa định mở miệng, ngoài cửa đã truyền đến tiếng huyên náo, chỉ thấy một nha đầu béo eo lẳn lưng u chạy dầm dập vào, hổn hển nói. Cô cả, bà cả đến, còn chưa dứt lời, một người phụ nữ trung niên mặc sườn xám màu đen đã ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước vào, nha đầu theo sau bà ta ướt lướt thướt. Cục vội chiếc ô lụa viền vàng màu lục hồ vừa che cho chủ nhân. Người đàn bà này trông đã ngoại tứ tuần, nhưng da rẻ chăm sóc giữ gìn rất tốt, còn có phần trắng trẻo hơn cả hoàng mộng thanh, chỉ hiềm chán hẹp mắt sách khóe môi mọc một cái mụn ruồi bé, bé, sau đầu vẫn búi tóc to tướng, cắm chéo một cây châm mã não đỏ quý giá. Trông sắc mặt có vẻ không vui, dáng điệu cũng rất phách lối. Mộng Thanh, vừa rồi nghe lão Đỗ nói người phòng con xảy ra chuyện hả, bà ta rõ ràng không để mấy người đội cảnh sát vào mắt, chỉ chăm chăm nhìn con gái mình bà cả mạnh trác giao là vợ kết tóc xe tơ của hoàng thiên minh nghe nói đã cùng chồng trải đủ hoạn nạn chịu được kham khổ thủ đoạn lại quyết tuyệt là bà la sát không thể chọc vào mẹ con không sao cả sợ lắm phải không mạnh trác giao túm lấy tay hoàng mộng thanh kéo tới trước ngực mình sắc mặt thoáng chốc dịu đi nhiều ta chẳng đã nói con nha đầu này mặt mày dâm đãng sớm muộn cũng xảy ra chuyện mới đầu nên quyết đuổi nó đi mới phải Hoàng Mộng Thanh lại nở nụ cười duyên dáng với mẹ, nói. Người đã chết rồi, còn nói những chuyện đó mà làm gì? Đương nhiên phải nói. Bà Mạnh chắc giao không khỏi cao giọng thế mới bảo chúng ta không nên quá hiền từ nhân hậu, kẻo chốt vạ vào mình. Mấy ngày nữa là tế tổ rồi, con xem, xui xẻo biết nhường nào mẹ mẹ cứ yên tâm về trước con nói chuyện với người của đội cảnh sát một chút chuyện người chết cũng không thể coi như chưa hề xảy ra mà mẹ nghỉ ngơi sớm đi ngày mai con sẽ qua bàn bạc cụ thể với mẹ chuyện tế tổ hoàng mộng thanh vừa dỗ vừa khuyên đỡ mẹ ra tận cửa nhà đầu đứng đợi ngoài bậc thềm bội dương ô lên lúc này hai đôi mắt một mí dài mảnh của hai người hoàng mạnh kề sát quả nhiên là cặp mẹ con khí vận lẫn diện mạo giống nhau y hệt ngạo mạn đến độ có phần đáng ghét mạnh chắc giao đi rồi hạ băng vẫn tiếp tục câu hỏi ban nãy hoàng tiểu thư xin hỏi lần cuối cùng cô gặp người chết là khi nào hoàng mộng thanh quay lại bên cây dương cầm ngồi xuống đầu ngón tay lướt qua mấy phím đàn làm phát ra chuỗi âm thanh lộn xộn inh tay sau đó mới ngẩng đầu cười nói chắc là hai tiếng đồng hồ trước Lúc đó tình cảnh thế nào? Lúc đó, cô ta cố ý ngừng lại giây lát mới trả lời, nó ngồi dựa vào cái giếng cổ trong sân, bụng hình như bị khoét rỗng, chảy rất nhiều máu. Hạ băng kinh ngạc, nói như vậy, cô là người đầu tiên phát hiện ra xác chết. Động tác gật đầu của Hoàng Mộng Thanh rất mực thanh nhã, bên ngoài, một tia sét đột nhiên rạch ngang nên trời, dọi sáng lóa, khuôn mặt không có gì nổi bật của Hoàng Mộng Thanh trong đầu hạ băng hiện lên bốn chữ mà đội phó kiều bình phẩm về người nhà họ hoàng cao quý máu lạnh chương 4, tòa tháp ngược ba nghe chọn bộ tại mê truyện audio com đỗ xuân hiểu mấy ngày nay vui đến nỗi ngủ mơ cũng sực tỉnh vì cười bởi chuyện làm ăn quá tốt sau khi vinh hạnh đón tiếp tuyệt thế mỹ nhân kia lại có ba cô nương nữa tới tuy nhan sắc không bằng vị đầu tiên nhưng vùng tiền cũng rất rộng tay đều hỏi về mấy chuyện nhân duyên tài vận tuy chỉ kêu bói bình thường đỗ xuân hiểu vẫn mừng vui ra mặt ít nhất nửa tháng tới ngày nào cũng có thể tới tiên hương lâu ăn đồ ngon khỏi bị mì dương xuân quấn chết theo như Đỗ Xuân hiểu suy si đoán, ba cô nương này đều tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, mặt người nào người nấy đắp một lớp phấn thơm dày cộp, trải bím tóc hệt như mỹ nhân nọ. Thậm chí đến kiểu dáng cái kẹp tóc bạc bên tai cũng y xí. Nhất là người cuối cùng, vóc dáng cao lớn thô kịch, riêng cánh tay đã to ngang bắp chân Đỗ Xuân Hiểu, còn ngượng nghịu đỏ mặt hỏi khi nào có thể kiếm được nhà chồng tốt, khiến cô không kìm nổi tà tâm rõ ràng lá bài tương lai lật ra là bánh xe số phận xuôi rất tích cực, đúng ra phải giải rằng khách hàng được trời định mối nhân duyên tốt nhưng cô lại nói thành. Không hay lắm, e kiếp này khó có lúc nào được viên mãn hoa thắm trăng tròn, cô xem bánh xe số phận này, rõ ràng nói cô phải đầu thai sang kiếp sau mới đến lượt. Lời lẽ cứng nhắc dọa cô nương béo ấy sợ phát khóc về căn bệnh chỉ nói điều gờ không nói chuyện may của Đỗ Xuân Hiểu, Hạ Băng đã phê phán không biết bao nhiêu lần, bảo cô xem bói cũng nên linh động, nhỡ đẩy người ta vào ngõ chết thật. Xảy ra chuyện gì thì hay. Đỗ Xuân Hiểu nghe rồi bỏ ngoài tai, vẫn chăm chăm, chỉ điểm bến mê, cho khách hàng bằng mấy lời chú úm, cô muốn tìm kiếm giới hạn đánh mất nhân tính ở con người tiền và bia miệng đều chỉ là thứ yêu đỗ xuân hiểu mấy ngày nay vui đến nỗi ngủ mơ cũng sực tỉnh vì cười bởi chuyện làm ăn quá tốt sau khi vinh hạnh đón tiếp tuyệt thế mỹ nhân kia lại có ba cô nương nữa tới tuy nhan sắc không bằng vị đầu tiên nhưng vùng tiền cũng rất rộng tay đều hỏi về mấy chuyện nhân duyên tài vận Tuy chỉ kêu bói bình thường, Đỗ Xuân Hiểu vẫn mừng vui ra mặt, ít nhất nửa tháng tới ngày nào cũng có thể tới tiên hương lâu ăn đồ ngon, khỏi bị mì dương xuân, quấn chết. Theo như Đỗ Xuân Hiểu suy đoán, ba cô nương này đều tâm cao hơn trời, mệnh mỏng hơn giấy, mặt người nào người nấy đắp một lớp phấn thơm dày cộp, trải bím tóc hệt như mỹ nhân nọ. Thậm chí đến kiểu dáng cái kẹp tóc bạc bên tai cũng y xí nhất là người cuối cùng, vóc dáng cao lớn thô kịch, riêng cánh tay đã to ngang bắp chân Đỗ Xuân Hiểu, còn ngượng nhịu đỏ mặt hỏi khi nào có thể kiếm được nhà chồng tốt, khiến cô không kìm nổi tà tâm. Rõ ràng lá bài tương lai lật ra là bánh xe số phận xuôi rất tích cực, đúng ra phải giải rằng khách hàng được trời định mối nhân duyên tốt, nhưng cô lại nói thành không hay lắm, e kiếp này khó có lúc nào được viên mãn hoa thắm trăng tròn, cô xem bánh xe số phận này, rõ ràng nói cô phải đầu thai sang kiếp sau mới đến lượt. Lời lẽ cứng nhắc dọa cô nương béo ấy sợ phát khóc. Trương Nam, Tòa Tháp Ngược 4 Nghe chọn bộ tại mê chuyện audio com Đỗ Xuân hiểu dọn đến nhà họ Hoàng, không mang theo bất kỳ hành lý nào hạ băng bóng gió nhắc nhở thì cô nheo mắt trả lời dùng của hoàng tiểu thư chẳng phải được rồi sao? Thế rồi chỉ mang theo người bộ bài taro cô tới xưởng lụa thiên vận, vừa đặt chân vào phủ họ hoàng đã trông thấy đỗ lượng mặt mày nghiêm nghị đứng chờ sẵn ở cửa. Đỗ Xuân Hiểu gãi gãi đầu, nghênh ngang đi qua trước mặt ông chú, định bước qua bậc cửa thì bị đỗ lượng tóm lại. Xuân Hiểu, tới đây rồi chớ có dở cho tinh quái, kẻo ta mách với cha cháu đấy đỗ xuân hiểu ngẩng đầu ưỡn ngực cặp phong nhũ vút lên như đỉnh núi cười nói cháu là người do cô cả mời tới xem hung cát cho nhà này ai dám nói gì cháu á à, không ngờ đỗ lượng không hề nhân nhượng búng ngay cho cô một cái đau điếng vào chán dám cãi lại chú chỉ thoáng chốc mất hết uy phong đỗ xuân hiểu ôm chán đi thẳng vào trong hạ băng nhịn cười theo sau trông thấy Đỗ Xuân Hiểu, Hoàng Mộng Thanh vẫn giữ thái độ lạnh như băng, chỉ chia tay ra nói. Trả lại tôi, cái gì, Đỗ Xuân Hiểu đi loang quăng trong phòng, hết sờ mó mấy món đồ sứ tinh tế đẹp đẽ trên kệ, lại vặn hộp nhạc trên bàn trang điểm kêu tinh tang. Lá bài, Đỗ Xuân Hiểu cười hì hì rút trong túi ra lá bài ẩn sĩ, trả lại cho Hoàng Mộng Thanh, sau đó làm mặt nhan nhó chỉ vào cây dương cầm. Mẹ ơi! cậu về nhà mình rồi vẫn không quên tàn hại sinh ly ngà. Hạ băng đứng bên thầm hởi dạ, đúng là bạn bè cùng lớn lên từ tấm bé, những lời anh không dám nói, cô đều biết lựa đúng lúc nói hộ anh. Nhưng cô và cô cả họ hoàng này rốt cuộc quen nhau thế nào anh vẫn mù tịt, e hỏi han lại khiến Đỗ Xuân hiểu đắc ý, đành cố ngậm miệng nín thinh. Mồm miệng cậu vẫn độc như vậy. Hoàng Mộng Thanh không hề so đo, trái lại còn cầm đĩa bánh phù dung lên đưa cho Đỗ Xuân Hiểu, rồi cả hai cùng ăn điểm tâm. Mức độ thân thiết này giống như một cặp chị em kết nghĩa vẫn tâm sự nhỏ to vờn hoa bắt bướm bao năm vậy. Màn thể hiện tình cảm tuy có phần thân mật quá đà, nhưng vừa bàn đến chuyện án mạng trong phủ, Đỗ Xuân Hiểu đã nghiệm mặt lại, vụn bánh điểm tâm bên mép rơi xuống là tả như vảy gào vụ án này tôi đã nghe hạ băng nói qua rồi cũng nắm rõ đại để tình hình song người nhà các cậu đều như quỷ dưới mồ trước sau không ra mặt vậy là làm sao thế này đi hôm nay phủ họ hoàng các cậu bày một bàn tiệc mời bà cốt tôi bữa cơm tiện để tôi gặp mấy vị tài cắn họ hoàng cậu thấy thế nào hoàng mộng thanh lập tức gật đầu hoàn toàn không xem đỗ xuân hiểu là người ngoài làm hạ băng đứng một chỗ há mồm trợn mát người phủ họ hoàng dùng bữa ở tiền sành, có quy củ đàng hoàng, không những phải phân đồ dùng bát đĩa, mà ngay bàn cũng bày riêng, chỉ để người mời ngồi cùng. Vì vậy tuy cùng ngồi ăn trong một phòng, nhưng lại chia hai bàn, Hoàng Mộng Thanh và Đỗ Xuân Hiểu ngồi một bàn. Ông Hoàng Thiên Minh tuy đã 62 tuổi, nhưng tóc vẫn đen nhánh, mắt to mày rậm, da ngăm cháy nắng, mi tâm liền thành một đường, có cảm giác không giận mà oai trông dáng vóc cao lớn vững chãi không hề giống người phương nam bên cạnh là bà mạnh trác dao trước ngực đeo một sợi dây chuyền đá quý to cỡ quả trứng ngỗng chào mày bưng bát cơm ăn chưa được mấy miếng đã lại đặt xuống nhìn sang con gái bên bàn đối diện vẻ không vui mộ vân đâu ông hoàng thiên minh hỏi giọng không vang nhưng đủ khiến tất cả rừng đũa ở trong phòng đọc sách mệt kêu không muốn ăn vị phu nhân ngồi cách xa lão gia nhất tuy ăn vận đoan trang đúng phép tác nhưng toàn thân lại toát ra vẻ yêu mị thái dương bằng phẳng bờ môi đầy đạn cặp mắt hạnh mỗi khi nhìn ai mí mắt đều cụp xuống mơ mơ màng màng dù tuổi xuân đã qua nhưng gương mặt vẫn còn dấu vết thuần khiết trong sáng thời trẻ khiến người ta nhìn mà say đắm tư sắc bà ba thế này, đương nhiên nổi trội hơn các nữ quyến như hoa khác bên bàn ăn không biết bao nhiêu lần, Đỗ Xuân hiểu bất giác đem bà ta so sánh với tiểu nha đầu tới coi bói nọ. Liền cảm khái thì ra Trấn Thanh Vân lại có tiên khí nhường này, sinh ra được những mỹ nhân cực phẩm như vậy. Chỉ đáng tiếc tiểu nha đầu nọ tới nay đã ôm khoang bụng bị khoét rỗng nhập thổ, theo như hình dung của hạ băng thì là, mặt đầy oán hận. Ừm,